Sam chia tay xin chào anh chị nhé. Hôm nay Sam chia tay sẽ hướng dẫn cho anh chị đó là các đôi bàn tay của những anh chị có tuổi sau đây, từ đây tới cuối năm sẽ trả hết nợ nần và thu về cho mình một số tiền khá là lớn và ăn Tết rất là huy hoàng ha. Và bắt đầu từ sang năm sẽ đi lên như diều gặp gió và không có gì là khó khăn. Và đầu tiên thì Sam chia tay nói đến đó là những anh chị tuổi Dần ha. Tuổi Dần thì gồm có những anh chị là Bính Dần nè, Giáp Dần, Mậu Dần và Canh Dần, Nhâm Dần. Và tuổi thứ hai là tuổi Tỵ ha, những anh tỵ tuổi Tỵ là tuổi Ất Tỵ nè, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ và Quý Tỵ. Và tuổi thứ ba thì những anh chị đó là Quý Dậu nè, Ất Dậu nè, Đinh Dậu và Kỷ Dậu và Tân Dậu nhé. Thì những anh chị sau đây thì từ đây tới cuối năm ăn nên làm ra mà được thấy đi lên như diều gặp gió ha, và không có gì là khó khăn hay trở ngại nữa cả. Xem chia tay xin chào anh chị nhé. Hôm nay xem chia tay sẽ nói đến ba con giáp sẽ gặp khá là nhiều may mắn bắt đầu từ đây tới cuối năm. Nếu như trong cuộc sống mà ba con giáp này đang nợ nần thì từ đây tới cuối năm sẽ có cơ hội là được làm ăn phát lộc phát tài và cũng như là sẽ trả hết nợ nần. Và ăn nên làm ra mà được ước thấy đi lên như diều gặp gió và không có gì là khó khăn nữa cả nha. Và đầu tiên thì xem chia tay sẽ nói đến đó là tuổi Dần ha. Thì những anh chị em mà tuổi Dần á thì từ đây tới cuối năm và bước sang sang năm thì làm ăn sẽ giữ được phong độ rất là vững vàng và làm ăn gặp nhiều may mắn lắm. Tuổi Dần chính là con giáp may mắn cuối năm 2021 này. Chính vì vậy mà mọi phương diện của cuộc sống đều có những bước tiến rất là đáng kể. Và những anh chị này phải cân nhắc và nhắc nhở mình phải cố gắng để giữ gìn phong độ này nhé. Trên phương diện sự nghiệp thì do có quý nhân xoay đường chỉ lối, bạn mệnh thì làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí sẽ thành đạt thành tích rất là cao, nhận được sự tán thưởng và tán dương của cấp trên và đồng nghiệp. Có thể thấy rằng bạn mệnh sẽ hoàn thành nhiều mục tiêu đặt ra từ trước ngay trong khoảng thời gian này. Tiếp đà thuận lợi của sự nghiệp, phương tiện tài lộc cũng có những bước phát triển khá là đáng kể. Bạn mệnh kiếm được lời lãi cũng khá là nhiều, ví dụ như là một vốn, nhưng những anh chị mà tuổi Dần này sẽ thu về tới tận 4 lời và phát triển đầu tư và phát triển triển vọng khá là tốt đẹp. Đến cuối năm nay thì đến tháng 10, tháng 11, tháng 12 này thì bên cạnh mà việc tập trung vào công việc chính thì bạn mệnh của những anh chị tuổi Dần thì thử đầu tư kinh doanh một vốn nhân bưu sinh, có thể là 4 lời, có thể là thu về nhiều lợi nhuận chắc chắn. Và những anh chị này sẽ khắc phục được những khó khăn trong cuộc sống còn tồn đọng từ rất là nhiều năm trước đó. Và anh chị này nếu mà kinh doanh đất cát điền sản, bỏ tiền ra kinh doanh thì sẽ thu về lợi nhuận khá là cao, một vốn có thể thu về tới tận 4-5 lời ha. Tình cảm lứa đôi của những anh chị mà tuổi Dần mà chưa lập gia đình thì hạnh phúc rất tốt, sẽ có vận đào hoa từ đây tới cuối năm nha. Ăn nên làm ra mơ được ước thấy và được một nửa kia là thấu hiểu và ủng hộ khá là nhiều. Không chừng sẽ gặp được là nếu nam gặp vợ được vợ cưới ha, nếu nữ thì sẽ gặp mối lương duyên tốt đẹp, chồng sẽ có địa vị trong cuộc sống. Với những người còn độc thân thì có thể rằng những anh chị nên chú ý đến một vài đối tượng. Thì những cái đối tượng mà anh chị đang để ý thì anh chị đang thương thầm nhớ trộm hay là yêu đơn phương thì những người này cũng khá là thương anh chị, nhưng cả hai bên đều do không có hiểu ý nhau cho nên là những anh chị này e ngại không có nói ra. Còn vận đào hoa của những anh chị tuổi Dần thì rất là tốt nha. Và từ đây tới sang năm thì những anh chị này sẽ đi lên như diều gặp gió chứ không có gì là khó khăn hay trở ngại. Đó là những anh chị tuổi Dần ha. Có thể trong cuộc sống những anh chị tuổi Dần này thử thời mỗi tờ vé số xem sao. Từ đây tới cuối năm biết đâu là thần tài sẽ phù hộ độ trì thì những anh chị này có cơ may trúng số khá là cao nha. Và tiếp theo thì xem chia tay sẽ nói đến những anh chị tuổi Tỵ ha. Khoảng thời gian mà từ đây tới cuối năm thì những anh chị mà tuổi Tỵ thì cho thấy rằng từ năm 2021 từ đầu năm tới giờ nếu anh chị có thiếu nợ nần gì thì bắt đầu từ đây tới sang năm thì anh chị sẽ có cơ hội trả hết nợ và đi lên rất là tốt đẹp. Người mà tuổi Tỵ sẽ có những cố gắng không ngừng nghỉ nên sẽ nhận được những thành tích rất là xứng đáng. Bản mệnh của những anh chị này thì mạnh dạn hơn là những anh chị khác và trong việc thể hiện điểm mạnh của mình thì nhờ vậy mà những anh chị tuổi Tỵ này rất là nhanh chóng ghi điểm với lãnh đạo và được giao cho những nhiệm vụ khó là cơ sở. Và cũng có những cái việc thì những anh chị này cũng nên cần cân nhắc trong tương lai. Và trên phương tiện tài lộc càng về cuối năm thì những khó khăn càng lùi bớt, thậm chí những anh chị mà tuổi Tỵ này có cơ hội là gặp gỡ quý nhân và được giúp đỡ giải quyết về những vấn đề tồn đọng.
và đồng thời vạch ra những hướng phát triển mới hợp lý trong tương lai về hậu vận sau này. Nếu những anh chị này biết tiếp thu ý kiến của người khác và những anh chị này sẽ nhanh chóng nhận được những tình hình kinh tế khá là ổn định, có nhiều dấu hiệu cải thiện, thậm chí thu hồi được một khoản lời lãi từ rất là lâu rồi ha. Giống anh chị này đầu tư vào một miếng đất hay là một cái tài sản gì đó nhưng mà chưa thu lại được lãi, chưa thu lại được lời, thì những cái mối đầu tư này thì bắt đầu từ đây tới cuối năm, đó là tháng 10, tháng 11, tháng 12, những anh chị này sẽ có nhiều triển vọng và thu lại được số tiền vốn và tiền lời. Hoặc là cho ai mượn tiền đó thì những người này họ làm ăn khó, họ sẽ đem đến trả cho những anh chị tuổi Tỵ này. Cho nên là trong cuộc sống của anh chị tuổi Tỵ này, từ đây tới cuối năm thì sẽ có lộc bất ngờ của thiên tạo khá là nhiều, và lộc của nhân tạo cũng đều rất là đẹp. Thì đặc biệt về chuyện tình cảm của những anh chị tuổi Tỵ cũng khá là bình yên. Với những anh chị mà đã lập gia đình rồi á, thì anh chị cũng nên phải biết quý trọng những gì mà mình đang có hiện tại, và nên luôn luôn tìm cách hâm nóng lại cảm xúc với vợ con của mình hoặc là chồng con của mình, vân vân, và gắn kết những mối quan hệ làm ăn giữa các thành viên trong gia đình. Thì những anh chị này, một cây làm chẳng nên non, ba cây gom lại nên hòn núi cao. Cho nên là anh chị mà phải hợp tác làm ăn với những anh chị em trong nhà hay là bạn bè ha, phải hai ba người hợp tác vô làm ăn thì nhất định sẽ thu về lợi nhuận khá là cao trong cuộc sống. Nếu những anh chị mà tuổi Tỵ này nếu mà còn độc thân á, thì những con giáp này rất là may mắn, từ đây tới cuối năm sẽ có cơ hội là gặp được người quan tâm chăm sóc cho những anh chị này khá là cẩn thận và chu đáo. Nếu như mà những anh chị này có thiện cảm với những đối phương này á, thì hãy thử đón nhận với người ta nhé, đừng có nên từ chối về một cái quan hệ xã giao gì cả ha. Những anh chị này mà có ngỏ lời yêu thương đôi gì á, thì những anh chị này phải đón nhận người này thật tâm thật dạ thật lòng yêu mình hết 99% nha, rất tốt rất đẹp. Và cuối cùng á, thì Sam chia tay sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là tuổi Dậu nha. Tuổi Dậu thì những anh chị này khá là tốt, khá là đẹp. Tuy là những cái tháng đầu năm á, những anh chị này gặp phải là khó khăn, đôi khi á, cũng nợ là phải chất chồng luôn. Và những anh chị này rất là lo lắng. Và trong khoảng thời gian cuối năm nay thì những anh chị này sẽ được thảnh thơi, ngồi mát, nhưng mà sẽ hưởng về cho mình là một cái bát vàng rất là xứng đáng ha. Xong nếu hết lòng vì công việc á, thì kiểu gì cũng thu về khá là nhiều thành quả, hoàn toàn xứng đáng được ân trên phù trợ nha. Nói chung là được âm phò dân trợ quý nhân giúp đỡ. Và phương diện sự nghiệp của những anh chị này khá là ổn định nhờ vào bản lĩnh của mình và tài năng và đức độ của mình. Cho nên là bản mệnh của những anh chị mà tuổi Dậu này á, thì không bao giờ mà sợ hãi trước những sự khó khăn, thậm chí có khả năng là biến thánh tức thành cơ hội, gây nên một cái sự ấn tượng mới cho mọi người xung quanh. Và tài lộc của những anh chị này sẽ có dấu hiệu đi lên như diều gặp gió, không có gì là khó khăn hay là trở ngại. Và khoảng thời gian cuối năm, từ đây tới tháng 10, tháng 11, tháng 12, nhờ biết nắm bắt cơ hội nên việc kiếm tiền của những anh chị này trở nên rất là suôn sẻ. Trong những con giáp mà Sam chia tay vừa hướng dẫn đây thì con giáp về tuổi Dậu thì sẽ thu hoạch được khá là nhiều nguồn lợi nhuận khả quan. Anh chị này sẽ thu về cho mình số tiền khá là lớn. Ví dụ như là ba mặt tiền tài thì anh chị này đều thu hết cả ba mặt nha. Bạn mệnh chớ vội hài lòng với những gì mình vừa đạt được nha. Những anh chị này phải tiếp tục nhắc nhở bản thân phải cố gắng nữa để tiến lên. Và còn những anh chị mà chưa lập gia đình và còn độc thân á, thì trong chuyện tình cảm của những anh chị tuổi Dậu này thì sẽ rất là êm ấm ha. Nói chung lại mà nếu mà có độc thân á, thì những anh chị này sẽ gặp được một người khá là hài lòng với bản thân mình. Và những anh chị này phải biết đón nhận đó. Còn những anh chị nào mà chuyện tình cảm mà trong gia đạo có rắc rối gì thì từ đây tới cuối năm cũng đều được suôn sẻ và tốt đẹp, và hai người sẽ thấu hiểu nhau và sẽ có một gia đình êm ấm thôi. Và vợ chồng hay là con cái gì trong gia đạo cũng hòa thuận nha. Nhờ có sự yêu thương ủng hộ của người thân mà những anh chị tuổi Dậu này có sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, làm nên những việc rất là lớn lao và to lớn, làm cho mình đi đúng hướng và đúng đường ha. Với những người mà có độc thân á, thì anh chị phải nên quan sát xung quanh nhiều hơn, ắt sẽ tìm được những người mà bạn đời của anh chị rất là ân ý. Và anh chị phải chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương mà tránh bị động khiến các mối lân duyên trôi qua mất vụt vào trong tầm tay nhé. Thì vừa rồi là Sam chia tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là ba con giáp sẽ gặp khá là nhiều may mắn trong cuộc sống, từ đây tới cuối năm có thể là nợ nần đã trả hết và đi lên như diều gặp gió, chứ không có gì là khó khăn hay là trở ngại nữa nhé. Vừa rồi là Sam chia tay đã hướng dẫn cho anh chị, đó là ba con giáp ăn nên làm ra mới được ước thấy, từ đây tới cuối năm sẽ trả hết tất cả nợ nần trong cuộc sống.